Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Huế tình ca muôn thuở. Thưa quý vị và các bạn, từ dòng hương xanh trong, dịu dàng, ngân nga tiếng thơ, tiếng hát, đến câu trường tiên dập dìu tà ảo tiệm bay trong chiều sương khói mơ màng và nụ cười ai thèm thùng nấp sau vành nọng bài thơ. Từ tiếng chuông thiên mù buông hững hờ trong sớm mờ sương, đến tiếng thâm u buồn trên ngự bình trong lúc nắng còn vương. Từ sắc trắng nao lòng của sen hồ tình tâm đến trăng vàng đêm thông vị. Quả thật, với vẻ đẹp hoang mỹ ấy mà nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương đã thả hồn bằng những giai điệu đẹp với ca từ lưu luyến, nhớ thương làm ngất ngây say đắm biết bao người yêu Huế, thương Huế nhưng mà phải xa Huế qua ca khúc Giả từ cổ đô. Trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn ca khúc đáng yêu này qua dòng ca của ca sĩ Thanh Lan. Sớm mưa chiều tôi rời thành xưa, sông nước tiêu điều nhỏ lệ muôn đưa, hắn hiu tâm hồn vì không có ai tiễn mình đi một lần cuối, tháng năm bè bàng tình. Nhạc khúc Giả từ cổ đô được nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương sáng tác năm 1965, 11 năm sau khi ông giả từ đất Huế để vào miền Nam lập nghiệp. Lúc đó ông mới 32 tuổi. Nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương sinh ra và lớn lên tại Huế, say mê âm nhạc Tây Phương từ nhỏ. Lớn lên, ông theo nghề nhà giáo và sáng tác âm nhạc. Sự chỉnh chu của nghề nghiệp đã tạo nên những ca từ trau chuốt, hình thức thì rõ ràng cân đối. Trong sự nghiệp sáng tác của mình, ông đã để lại cho người yêu nhạc rất nhiều tuyệt phẩm như Thu Ca, Thương Hoài Ngàn Năm, Mắc Lệ Cho Người Tình, Cho Nhau Lời Nguyện Cầu, Giả từ cổ đô. Cho đến năm 1953 thì anh đầu tư tài hai, thì anh ra Hà Nội học. Trước khi ra Hà Nội học thì anh làm cái bài Giả từ cổ đô, một cái nét nhạc rất dễ. Ban đầu cũng thuộc là một trong những bài được phổ biến nhiều đó. Nghe tiếng chuông chùa ngân vọng từ xa, sao thấy trong lòng một trời qua. Vẫn vương con đò bên xưa. Thưa quý vị, nghe bài hát Giả từ cổ đô, người nghe như bị cuốn vào vòng giai điệu êm đềm sao xuyến và lắng đọng giữa những hình ảnh thân thương quen thuộc của xứ Huế mộng mơ. Tác giả đã sử dụng rất nhuần nhuyễn cung bậc âm nhạc dân tộc miền Trung gắn với một số từ ngữ địa phương và địa danh quen thuộc như ở mô, núi ngừ, vị già, vân vân, tạo cho ca khúc một nét duyên thầm mộc mạc và rất thân quen gần gũi. Ca khúc được viết ở thể hai đoạn đơn nhưng tác giả đã sử dụng thủ pháp nhắc lại với những biển tấu nhỏ rất khéo, làm cho bài hát tăng thêm độ dày cấu trúc, đồng thời cũng nói thêm việc nỗi niềm của người thương nhớ đến người thương. Phạm Mạnh Cương là một trong những nhạc sĩ của cái thời tân nhạc mới của Việt Nam. Ngay từ nhỏ ông đã bị ảnh hưởng rất nhiều cái chất âm nhạc dân tộc. Tuy nhiên khi yêu âm nhạc và trưởng thành thì ông lại đam mê âm nhạc Tây Phương. Phạm Mạnh Cương là một trong những nhạc sĩ đã đi theo cái nguồn cảm hứng sáng tác mới du nhập vào Việt Nam. Vì vậy mà âm nhạc của ông ấy, đa số là ông viết về tân nhạc, người nghe, người thưởng thức cái mới của cái tân nhạc, nhưng mà đồng thời nó vẫn có những cái màu sắc
của dân tộc phảng phất bảng lảng ở trong âm nhạc của ông. Cái giai điệu nó rất đơn giản mà rất dễ thuộc, ca từ bao giờ cũng được viết rất chọn lọc. Vì vậy mà âm nhạc của Phạm Mạnh Cương nhanh chóng đi vào lòng người. Lòng sâu vương trong nương đêm nào vì già mơ sương, tháng năm âm thầm vòng về cô đô để tìm bóng người tình xưa, để nghe những lời tiên đưa. Nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương đã có nhiều đóng góp lớn cho nền tân nhạc Việt Nam. Những sáng tác của ông là cảm xúc chân tình và thân thương, là bức tranh âm thanh lặng đồng với tình yêu nồng nàn mà thương nhớ, nhẹ nhàng mà đậm say. Để rồi ông đắm chìm trong người ca quê hương, người ca thân phận và người ca về tình yêu. Ông quan niệm, lời ca phải làm sao cho người ta cảm, chứ đừng có viết một cách cao xa quá. Hình ảnh trong âm nhạc phải là một hình ảnh cụ thể, mà là một sự cụ thể có thi vị. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng nhận xét, đa số những giai điệu của Phạm Mạnh Cương đều tạo ra những cung bậc cảm xúc nhẹ nhàng mà thi vị. Nhạc sĩ Nhật Ngân thì nói, anh sáng tác một cách tự nhiên, nên âm thanh rẻo rắc, cung bậc hài hòa, mang lại những cảm xúc quyện vào nhau, làm tăng cái hay cái đẹp của giai điệu. Ca sĩ Hà Thanh thì nhận định, mỗi nhạc phẩm của anh là một bức tranh để gửi tâm tình mình vào với cảnh sắc thiên nhiên. Thưa quý vị, nhạc phẩm Dạ Từ Cổ Đô của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương những ngày đầu ra mắt đã được tiếng hát của danh ca Hà Thanh thể hiện. Nữ danh ca Hà Thanh với biệt danh Hòa Mi xứ Huế được đánh giá là một dòng hát đậm đà mang cái gốc thanh âm dòng Huế của chị, đã làm cho người nghe có cảm tưởng như đang nghe những lời từ tình của Huế. Nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương và ca sĩ Hà Thanh cùng là đồng hương Huế và đặc biệt là cùng làm ở đài phát thanh Huế ngày xưa. Chính vì vậy mà nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương rất yêu quý dòng hát của cô và luôn dành cho cô những sáng tác mới của mình, trong đó có ca khúc Dạ Từ Cổ Đô. Nữ danh ca Hà Thanh, tên thật là Trần Thị Lục Hà, sinh năm 1937 tại Liễu Cốc Hà, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Cô đến với âm nhạc trong cuộc tuyển lựa ca sĩ do Đài Phát Thanh Huế tổ chức. Năm 1952-53, Đài Phát Thanh Huế tổ chức tuyển lựa ca sĩ. Và Thanh đã đứng đầu, lúc đó Hà Thanh mới 14 tuổi và khai thêm một tuổi nữa là 15. Với giọng ca thiên phú, trong trẻo, cao vút, ca sĩ Hà Thanh từng được ví là con chim Hòa Mi xứ Huế. Đây là một trong những dòng soprano hiếm có của Việt Nam. Cô hát nhẹ nhàng như hơi thở,
Khi lên cao, giọng lồng lồng, thoải mái, cho chúng ta cảm tưởng chiếc diều phơi phới trên nền trời xanh ngắt. Hòa mi xứ Huế trong cuộc sống thì chan hòa với đồng nghiệp, trong nghệ thuật thì chảy hết mình với tác phẩm. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông nhận xét: Tôi cho rằng Hà Thanh không chỉ hát mà còn sáng tạo trong khi hát. Cô có giọng hát thiên phú. Cô hát rất thoải mái, dễ dàng, không cầu kỳ, không cường điệu, không gò bó, nhưng nó cuốn hút ta đi trong cái bình bồng sương khói. Nhà văn Trần Kim Đoàn viết: Giọng ca của chị mang âm hưởng thâm trầm, gợi cảm mà gần gũi và sự lắng đọng thẩm vào lòng người của hồi chuông thiên mù. Nhạc sĩ Văn Giảng thì người ca, chị có một giọng hát thanh tao quỷ phái với mức thể hiện cường độ và trường độ âm thanh vừa vặn, diễn cảm tuyệt vời, luyện lạy mềm mại, rất có hồn và gợi cảm. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khi còn ở Huế đã đưa những ca khúc chưa rạo mực đến nhờ chị hát. Theo tiếng ca của Hà Thanh, những nắng thủy tinh, lời mẹ ru hay nhìn những mùa thu đi đã vang vọng khắp xứ sở. Ca sĩ Hà Thanh có một cái giọng hát gọi là soprano, giọng nữ cao. Tất cả những cái tác phẩm mà ca sĩ Hà Thanh thể hiện ấy, thì cô ấy khai thác ở cái bậc trung nhiều hơn. Mà ở cái khoảng trung của Hà Thanh thì lại cái chất giọng lại rất là đẹp. Nó đẹp ở cái chỗ là nó trong trẻo. Thì cái khoảng trung của giọng soprano trong giọng của Hà Thanh ấy, là tôi cho là cái khoảng âm vực đẹp nhất. Thì hầu như tất cả các cái sáng tác của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương á, thì ông viết đều không cao à, ở cái âm vực nó vừa phải của giọng nữ thì nó là rất phù hợp với cái giọng của Hà Thanh. Vì vậy Hà Thanh là một trong những người thể hiện rất thành công nhiều ca khúc của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương như Dã Từ Cố Đô à, thì nghe cái giọng ca của Hà Thanh thể hiện cái bài này chúng ta thấy nó rất tuyệt vời. Thưa quý vị, nhạc phẩm Dã Từ Cố Đô sau giọng ca của hòa mi xứ Huế Hà Thanh đã có rất nhiều ca sĩ thể hiện thành công như ca sĩ Duy Khánh, Chế Linh, Khánh Ly, Hương Lan, Hương Mơ, Tuấn Vũ hay ca sĩ Thanh Lan, Á Quân Thần Tượng Bolero 2018 mà chúng tôi đã mời tham gia trong chương trình này. Và bây giờ thân mời quý vị thưởng thức trọn vẹn nhạc phẩm Dã Từ Cố Đô sáng tác của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương qua tiếng hát của ca sĩ Thanh Lan. Sớm mưa chiều tôi rời thành xưa, sông nước tiêu điều nhỏ lệ muôn đưa, hắn hiu tâm hồn vì không có ai tiễn mình đi một lần cuối, tháng năm bè bàng tình. Tiếng chuông chùa ngân vọng từ xa, sao thấy trong lòng một trời quanh hiu, nước mưa vô tình làm hoen mắt ai, núi ngự như chặn đường đi, vẫn vương con đò bên xưa. Thank you.
rồi nghe lòng sầu vương. Trăng nướng đêm nào vì già mơ xưa. Tháng năm âm thầm vòng về cô đô để tìm bóng người tình xưa, để nghe những lời để